xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình đi theo công ty máy bay để giao hàng cái máy bay nông nghiệp cho một khách hàng ở thành phố Long Xuyên ngay cầu Mương Khai nha các bạn. Đây là cái máy bay nông nghiệp các bạn. Còn đây là bin. Bây giờ thì ảnh đang khui hàng ra để kiểm hàng nha các bạn. Đang khui cái máy sạc pin D9000Y. Đây các bạn. Nào, D9000Y. Đây là anh chủ máy các bạn. Anh chủ máy anh đang cầm kéo anh khui. Chúc anh làm thật nhiều may mắn và phát tài trong những cái việc như thế này các bạn. Máy đây các bạn. Đây là điện thoại của công ty. Máy này nó nhập tâm rồi sao? Máy xe xăng. Đây, cái này là xe nhớt. Này dạ, bánh xe. Đó. Hai bánh xe của cái máy sạc pin và một chai nhớt. Cái máy khóa đâu mà luôn đi hết. Chị Dương nào mà tay cho chị đi. Giờ khiên cái máy sạc pin rồi các bạn. Máy sạc pin này nặng tới 80 kg. Mình cùng xem ảnh khui cái máy bay các bạn. Khui ra để kiểm hàng cho khách hàng các bạn. Giờ khiên cái máy bay các bạn. Đây là cái bộ đựng điều khiển. Cái hộp đựng bộ điều khiển các bạn. Đó. Còn đây là cái máy bay đây. Rồi, em cũng đang. Rồi, đây nè, bộ giống em vậy nè. Đó, thấy chưa? Đó. Để trên này luôn cái gì? Dạ, để đó đi anh. Không, để dưới đất cũng được. Các bạn. Đây là dòng máy DJI T30. Đây các bạn. Đây đây ha. Đây là tên máy. Address T30. Mình còn xem ảnh khui ba cục pin nữa bạn. Có cánh phụ gì đâu ấy. Có thẳng này nè. Phụ áo rồi đó. Đây thì có giao cho khách hàng là pin tay cầm, đúng rồi. Bốn cặp cánh. Cái này là cũng có hai cái bé hả? Là tặng thêm hai cái bé. Đây là cục pin đó bạn. Pin. Nó có loại bé màu xanh nữa ha em. Dạ đúng rồi anh, bé vàng và bay từ ngoài đó. Đây các bạn. Đây đây. Đầu lấy cái vàng lên. Đó. Lấy cái vàng. Cục pin này thì nặng 10 kg nha bạn. Sướng gì hay không? Đó, giờ cho khách hàng để kiểm tra các bạn. Kiểm tra coi có 100% không? Không mấy thì công ty đổi lại cho anh. Đó các bạn, bây giờ anh tháo ra nè, bằng cách tháo máy ra như vậy đó. Nó nằm trong hộp rồi mình bung ra. Cái máy này thì gồm là 16 cái bé và 6 cái cánh. Đó, 6 cái cánh. Đó, cái cánh dở lên là phá lại. Đó. Rồi kiểm tra giùm em nha. Dở lên là phá lại thôi. Rồi cùng pin thôi. Này kiểm tra giùm em coi có móp méo hay là có bị chạy xước gì không ha. Anh quay. Rồi đúng, anh đang quay. Đó bạn. Pin này pin khô ha em. Dạ pin khô anh ha. Đó bạn. Có xài nước. Rồi, anh kiểm tra của bạn giùm em có chạy xước gì hay không. Nó bằng thẳng gì là ok. Nó có phì hay không. Bên nó phì rồi phải trả về công ty đi. Sau khi mà kiểm tra xong rồi, nhận xong rồi thì là ok nha. Rồi ok, đúng rồi. Tới ba cọc là anh kiểm tra hết đi. Rồi, kiểm tra. Đấy các bạn, bây giờ thì mở cái thùng rải rồi bạn. Cái thùng rải phân, rải lúa. Những cái gì mà hạt đó. Rải hạt. Rải phân, rải hạt. Cái gì cũng được các bạn. Giờ tháo ra để cho chủ máy kiểm tra các bạn. Đó,
rồi rảnh để chờ anh kiểm tra các bạn. Đó là cái gì anh? Không, bây giờ ví dụ như một hồi nó đi rồi em lắp gác vô cho đặng cho anh biết luôn lại rồi. Cái thùng nó sẵn rồi, chừng nào giải anh. Chừng nào giải mới lắp lại. Rồi thôi chừng đó cho ông Kha nó chỉ hướng dẫn cho nó chạy đi rồi này đi. Cái này bữa nay chưa. Rất là nhiều cái phụ kiện theo các bạn. Rất là nhiều cái phụ kiện mang theo. Cái thùng để phần. Bây giờ mình lấy cái thùng để phần cho các bạn và mọi người xem mà. Thùng để phần đó. Có cái trái đít này nó lăn để dần phần ra nè. Nó có hai dĩa không? Đó, các bạn. Cái này nó chứa tối đa là bao nhiêu ký phần anh? 30 ký nha. Dạ. Chứa tối đa là 30 ký phần. Lúa thì chắc nhẹ hơn, ít hơn anh ha. Dạ. Nó cũng đầy. Trong bình này nè, còn máy bay mình mang nặng 30 ký. Đúng rồi. Chỉ đợi được 30 ký. Rồi. 30 ký nhưng mà thí dụ như lúa đổ đầy lên đây mà lúa nhẹ hơn thì nó có thể là dạ, nhẹ ký hơn nhưng mà vẫn đầy thùng. Đầy thùng. Dạ. Nhưng mà nhầm người kỹ thì người ta sẽ đổ tới đây thôi. Dạ. Ít thôi ha. Cho nó bền lên. Dạ. Đó các bạn, là cái bình nó là ba lớn đó bạn. Nhưng mà mình muốn kỹ, mình muốn xài máy cái bình của bền nó bền á thì mình sẽ đổ 30 kg nhưng mà mình đổ 29 28 kg gì đó. Còn lúa thì mình vẫn đổ đầy bình đó. À, nhưng mà nó nhẹ ký hơn các bạn, lúa thì nó nhẹ hơn. Đây bây giờ thì test cái máy sạc pin. Hướng dẫn em xài sử dụng một cái con máy này hoàn chỉnh hơn anh. Như ví dụ như những cái từ trên xuống dưới như nè. Dạ. Được rồi, em mới sạc một cục thôi. Dạ, vậy anh, cái này gắn lên rồi mình lấy nè. Anh đợi để giải thích lại cho. Thôi. Sau khi máy mình mở đem về anh. Thì nó sẽ trong tình trạng như thế này. Thì trong bình xăng mình nó sẽ không có. Rồi. Chắc chắn mình phải mua xăng rồi đổ vào. Rồi. Bên đây là cái nút mở khóa xăng. Đây là nút mở khóa xăng ha. Mở và khóa xăng ví dụ như thế này là khóa lại. Dạ. Như thế này là mở xăng ra. Dạ. Rồi. Bên đây á có một cái pô của này. Chỗ này rất là nóng ha. Chỗ này rất nóng mình không nếu chạm vô ha. Dạ. Nếu như mà anh xài á thì phải quay cái này hướng ra ngoài trống. Gần chỗ nào mà như thùng giấy này kia rất là dễ bị cháy. Đặc biệt á là không nên để cục pin ngay chân đây. Nhiều khi công mà sơ ý để đây đó bị cháy cục pin luôn. Không nên để cục pin gần cái bô lửa này ha. Đúng rồi. Nên cẩn thận. Còn đây là chỗ thâm nhớt của mình. Đây là chỗ thâm nhớt ha, mình gỡ đây ra thâm nhớt. Rồi. Bên đây mày trước á có một cái mạch coi. Mày trước nó có một bản mạch dùng để sạc và báo nhớ. Báo nhớt. Ha, chừng nào mà đèn mà chớp đỏ là nó báo nhớt, là nó kêu mình thay. Trên này là báo nhớt, mình kêu mình thay đây ha. Ok, thì trong cái bản mạch này. Rồi, đây là cái công tắc. Anh bật lên như thế này á, anh giật nó mới cháy và anh đợi nó mới cháy ha. Còn khi mà anh để nó xuống vậy là nó không cháy. Dạ, không cháy. Còn đây là nút đề. Rồi. Còn mà anh mà muốn xài cái gì á, muốn sạc câu điện ra ngoài á, là anh phải lấy một cái ổ ghim anh câu điện ra, anh không được ghim trực tiếp ở đây. Ha. Rồi, muốn đề được nó thì phải ghim vô cái cổng số 1. Ha. Bây giờ được nói là phải ghim vô cổng số 1. Cổng bên phải đó. Sau đó là mình gài pin. Đây là cách thức nhìn trên đây. Cách địa chỉ gài pin. Sau khi mà gài pin như thế này xong, anh muốn đầy đó, anh mở nguồn cục pin bằng cách là ấn một lần. Anh giữ 3 giây. Nó lên nguồn như thế này. Lên nguồn. Bật công tắc lên. Anh chỉ cần ấn vào lúc này thôi là nó sẽ đầy. Em làm thử ra. Rồi làm lại cho em coi đó. Đầy luôn đó, đầy thử coi. Bây giờ thì mấy anh em mình đã vận chuyển máy ra mài đồng rồi các bạn. Bây giờ thì xem test máy các bạn. Bây giờ đang vận chuyển đường bộ thì làm cái giá đỡ như vậy nè. Rồi vận chuyển đường bộ thôi. Cái này thì trọng lượng của cái máy này cũng nhẹ. Tầm 30 kg thôi. Tầm 30 kg là nhẹ. Rồi xay cái đầu cái này để cho nhà làm luôn quen đây cho biết chỉ cho cho em nha. Rồi lên. Rồi, đứng lên rồi, cho chúng nó làm đi. Rồi qua tới cái kia. Cái nào được hết rồi cái nó ra trước. Rồi.
cái trên ra trước chủ nhà đó, hướng dẫn cho chủ nhà làm luôn rồi. Nhớ khóa là cái an toàn, nhớ là trong khóa cái an toàn. Để ông chủ làm thôi, để cho ông chủ làm cho ông quen. Cái trên trước cũng còn có nhiều máy lắm, có nhiều. À, bung ra cũng rất là đơn giản, rất là mau các bạn. Này không cần lắp ráp, chỉ cần bung ra là sử dụng thôi, rất là mau. À, này trời mưa lắp ráp cũng vẫn xài được luôn, sử dụng được luôn các bạn. Ngày đêm gì làm được hết. Anh ơi, thì cái quy tắc an toàn bay thứ nhất á là phải dặn đặt con máy bay xuống, đặt bóp tất cả các chốt an toàn lại. Thì đây là khi mà anh đứng ở vị trí này nè, anh khó bị quên gài chốt an toàn lắm. Đây là vị trí này nè, hai tay mà thấy không, là một cái cặp lại giùm em. Còn tay này mà anh không gài á là nó cúp xuống ha. Mà hai tay này là anh để hai tay như thế này, bóp lại. Bên đây cũng vậy luôn, là ít có bị quên ha. Thì hiện tại giờ lỗi của phi công là hay quên gài chốt an toàn. Thì làm ơn anh phải gài chốt lại trước khi bay cũng lại, kiểm tra nó giùm em. Rồi bước thứ hai là phải mở tay cầm trước. Rồi mở thôi cầm ấn nút nguồn, ấn một lần, ấn giữ 3 giây. Rồi mở tay cầm lên trước. Sau đó ghim pin máy bay vô giùm em ha. Đây bây giờ thì ghim pin máy bay vô nha bạn. Đây cách ghim pin máy bay nè. Quay anh bước qua đây quay giùm em. Đây, để nhẹ từ từ xuống, cách ghim pin máy bay ha. Để nhẹ từ từ xuống. Rồi để nhẹ từ từ xuống. Sau đó lấy hai tay nè, đè xuống kia một cái cốc giùm em. Đó. Là như vậy là nó vô ha. Còn gài xuống mà anh không đè xuống ha, là nó vô điện, nó nhấp nhá này kia á, bay nó ngắt nguồn nguy hiểm ha. Sau đó mới mở nguồn lên. Ấn một lần, ấn giữ 3 giây. Rồi đợi pin lên, trong thời gian đợi nha, kiểm tra mấy chốt rồi lại một lần nữa đi mẹ, rất là kỹ luôn ha. Rồi em đứng đây mẹ quên nữa. Rồi bây giờ thì mấy anh em sửa soạn cắt cánh bay không, đích máy bay mình phải đi ra ngoài sau đích máy bay giùm em. Rồi ra sau đích nè, cách khởi động máy bay là hình chữ V và hình chữ V ngược. Rồi đứng sau đích máy bay là tầm giá là 5-6 mét gì đổ lên giùm em. Rồi cách khởi động nè, thanh sóng này nó trên 10 ha. Rồi thanh sóng này ở trên 10. Rồi khởi động nè. Rồi đợi nó. Rồi chắc bụi dưới. Rồi bây giờ thì mình cùng xem máy bay cất cánh nha bạn. Rồi cho nó động cơ nó thay ok rồi ha. Mình sẽ nâng cái cần bên trái lên. Nâng nhẹ nhẹ lên giùm em. Rồi nâng lên đừng có cho nó xoay đầu nha. Rồi nâng lên thấy cái máy nó giữ lên không? Rồi. À bay quá đã. À. Này là bay tay không? Này là mình bay tay. Bay thủ công. Này là mình bay thủ công các bạn. Bay thủ công. Bay bằng mắt thường. Rồi, muốn test nước thì múc giùm em một thùng nước ha. Rồi anh thấy anh kéo máy bay đi lui không, không có xoay đầu nha. Rồi đèn màu xanh là cái đích quay vô mình đó, cho mình dễ thực hiện. Rồi radar mình gặp cản rồi, nó không vô rồi nha. Em test máy cho anh ok ha. Nè nó không vô nè. Một thôi. Bật radar. Nè ra đây gặp dòng cản, em kéo lui nó không vô rồi nha. Anh đẩy luôn. Đẩy ra thì nó ra, mà đẩy vô thì nó không vô. Mình có radar vô dập cản là nó không vô. Đẩy vô lùi nó cũng vô. À, bây giờ mình sẽ thoát cái cản ra bằng cách là mình kéo lui lại. À. Rồi ok nha. Rồi, nó đặt cái chín nó thôi. Đặt cái trái với tụi em hạ nhẹ xuống nè. À, máy nó im đó. Rồi ok, múc cho em một thùng nước á, anh em mình test nước một cái nữa. Phát hiện người phạm chướng ngại vật.
Cái này quay cái cảnh này là em là cảnh cây nè. Cái này đẹp. Cái này đẹp nè. Cái này là vườn. Cái này về xịt vườn, xịt vườn cũng bình thường anh ha. Dạ, y chang anh. Xịt vườn xịt vườn cũng được hết ha. Xịt lúa thôi anh ơi, nó chỉ khác một cái chế độ. Dạ. Anh đổ đầy hết mình nói giùm em đi. Này mình hoạt động là trời mưa, mình hoạt động với trời mưa tốc độ như thế nào anh? Mưa không làm được. Mưa là mình không làm được anh ha. Tại vì nói chung á, mưa xong gió. Mình phun xuống là còn gió mình hoạt động được không? Đà, em sẽ giải thích cho anh một tí ha. Chờ gió mà mạnh quá mà mình không nên bay thì lúc đó là cái các động cơ của máy bay nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Nó làm lão. Gió mạnh quá thì mình không nên bay ha. Không nguy hiểm. Còn trời mưa là tuyệt đối là không bay. Mưa lâm râm nhỏ mà một hai giọt mình cũng hạn chế luôn anh. Nói chung là mình không nên bay, tại vì khi mà bay ra ngoài xa lỡ có chờ mưa một cái ào xuống mình kéo máy vô không kịp thì máy bay của mình nó sẽ bị ướt, nó ảnh hưởng cái gì sao thôi. Một bình này mình bay bao lâu hết một bình 30 lít anh? Tầm khoảng là 7-8 phút thôi. Dạ, 7-8 phút. Dạ dạ dạ. Rồi giùm em ha. Em tắt nước cho. Rồi bây giờ thì mình cùng xem nó phun sạch nữa bạn. Đây. Rồi đây mình sẽ test tốc độ lượng nước. Cái lượng này là ok ha. Mà trong ba chợ động mà nó không có lên như thế này. Rồi lưu lượng nước đang ra anh ha. Còn đây là độ cao. Đó, mình đang cách máy cho khách thôi. Biết cơ sơ mà mình đợi đó. Rồi bây giờ này phun trên bầu trời trắng tinh như đó nên mình không có thấy nước nó xuống ha. Này phải có cái màu vàng xanh xanh á, nó mới thấy. Đúng rồi. Nè anh bay lại gần cái cây này cho em coi nước rồi. Gần cái cây này nè. Anh bay lại gần cái cây này nè. Cây chỗ nãy nè. Đó. Rồi. Màu quá. Ở ngang cái cây anh, ngang cây á. Trên đoạn không thấy đâu. Đúng rồi. Đó, rất là nước, rất là dữ luôn các bạn. Đó. Là phun cho nó xăng này thử anh, phun cho nó xăng này thử anh. Đó. Đây các bạn, phun cho nó xăng là ướt cái xăng luôn nè. Nước à. Nước nó xuống như là gồng hút nước vậy. Đó. Phun cho nó xăng là ướt cái xăng luôn. Quá đã luôn các bạn, đứng sững luôn ha, quá chuẩn à. Này tới 16 cái bét và 6 cái cánh, do đó nên bét nó phun rất là nhiều nước. Này thì nó cũng không có lựa chọn, nó không có kén thuốc gì hết trơn các bạn. Bây giờ thì đáp nữa bạn. Nó theo chế độ à. Nó đi tới á là cái đụng. Nè anh nhìn đi. Ra kì. Đó các bạn. Rồi. Đầu xuống tại chỗ là ướt đất luôn. Máy bay mà đi tới thì mới ra tới sau. Đầu xuống tại chỗ là phun ướt đất luôn các bạn. Cùng xem anh tắt máy để hết nhiệm vụ các bạn. Tắt máy là mình sẽ tắt pin máy bay trước các bạn. Rồi, sau đó tắt tay cầm. Rồi, tắt tay cầm. Video của mình đã dài các bạn, mình xin kết thúc tại đây các bạn. Anh em nào, bà con nông dân nào có nhu cầu mua máy này thì liên lạc cho số điện thoại mình sẽ để lại trên tiêu đề và ở trên màn hình luôn các bạn. Còn mình sẽ quay review và test máy thôi. Còn phần giá cả thì mình cũng không biết là bao nhiêu tiền nữa. Khiên qua đây ăn cho nó ít giờ nhé. Đây. Cho lộ.